Dạ, cô xin mến chào tất cả quý cô chú anh chị và các bạn trên kênh Bonsai Lộc Tỉnh Miền Tây. Thì hôm nay mời cô chú cùng tiếp tục ghé lại vườn của anh Thưởng với con. Một cái khu vườn với nhiều cái hoa trang, hoa mẫu đơn đó cô chú. Rất là đẳng cấp luôn, rất là VIP luôn. Thì mời cô chú cùng theo dõi, nếu có thích thì xem và ủng hộ cho anh Thưởng cũng như là đăng ký kênh để mình tiếp tục giao lưu nhiều hơn hết cô chú. Cô xin chân thành cảm ơn. Thì hôm nay ảnh cũng giới thiệu cho mình một số cây khủng trong vườn nữa cô chú ơi. Nhiều cây rất là đặc biệt luôn. Chẳng hạn như mấy cây này, cây này già lắm, già đỏ nè cô chú, đỏ một cốt mà cái tàn vậy nè, rất là đẳng cấp luôn, hết dây luôn rồi nè cô chú. Đó, những cây đỏ đỏ lá chung đó cô chú, hàng khủng hàng VIP. Rồi mời cô chú cùng theo dõi với con ha. Thì trước tiên anh sẽ giới thiệu một số cây phía sau này cho mình xem, coi nhỏ nhỏ thôi. Dạ rồi, em chào anh Thưởng ơi. Dạ anh xin chào mấy anh em yêu thích hoa mẫu đơn nha. Bữa nay vườn em giao lưu một số hoa mẫu đơn. Dạ rồi. Cho anh em ủng hộ. Dạ rồi, để không mất thời gian mình vô luôn anh ha. Dạ bây giờ đầu tiên là cây số 1 là cây vàng lá nhỏ anh. Vàng lá nhỏ. Bông này rất là đẹp ha. Vàng rực rỡ luôn cô chú. Vàng lá nhỏ dòng xưa mình đó anh ha. Dạ vàng lá nhỏ xưa. Dạ rồi. Cái cốt rất là to anh ha. Cốt dạ. Già. Dạ. Bao mấy em là không phải cây công nghiệp nha. Dạ rồi. Già kinh khủng già của chú ơi. Nó già nó chốc dãy luôn anh. Dạ, à. Già tới xương cành luôn anh. Rồi già tới xương cành luôn. Một cốt 26 hoành á. Rồi 26 hoành. Dạ. Cây này thoát thân được 15 phân. Rồi nó già nó xù tới chân cành luôn nè cô chú. Chiều cao 1m2. Rồi cao 1m2. Vàng lá nhỏ tròn tàn hết trơn nghe cô dạ, chú. Dạ, tán ngang 1m3. Ngang 1m3. Đó. Cái tàn nó tròn vo luôn. Đây. Xương cành thì già cổ nó tới trên này nè cô chú. Thấy nó đóng móc meo. Rồi, để đế đây nè, đế có đều luôn cho anh nha. Đây, dạ, đây. Đều hết trơn. Vết nở chữ A của chú. Nó xù. Vậy nè. Rồi cây này giá sao luôn anh ơi? Dạ cây này 2,5 triệu bao ship toàn quốc anh. 2,5 triệu anh ha? Dạ. Này về cô chú tùy thích ha. Về mình có thể chỉnh dây hoặc là mình để chơi tàn tự nhiên luôn cũng được cô chú. Tàn nó tròn vô à. 2,5 triệu. Dạ. Ship toàn quốc luôn. Cái trang rất là già luôn. Trang vàng. Rồi tiếp theo anh ơi. Dạ tiếp theo là cây đỏ lá nhỏ. Cây tàn thông. Một cây đỏ lá nhỏ tàn thông. Dạ. Đây hai cô chú ha. Cái này vừa mới xuống lá lại anh ha. Dạ. Đó, dốt tàn thông lên. Rồi. Hai rưỡi luôn. Dạ, 2,5 triệu. Trước khi anh đo đây cho cô chú xem mặt bên này lại cái. Đó, cây rất là đẹp luôn cô chú, cái này. Cây này một cốt 20 hoành á. Rồi, một cốt ngay vị trí này là 20 hoành. 20 hoành. Để đều bốn mặt á, cây này nhỏ để nhỏ. Để đều chờ anh ha. Khỏi đo bị đế nè, nhỏ nhỏ tầm này. Rồi. Tàn thông quá đẹp. Y gan một cây thông nha cô chú. Chiều cao 2m2. Đây. Cao 2m2. Tán ngang 1m1. Rồi, tán ngang 1m1. Cây thông quá đẹp. Một cây thông. Đó. Rồi giá luôn anh ơi. Cây này cũng 2,5 triệu, cây số 2 cũng 2,5 triệu anh. Bao ship toàn quốc. Ship toàn quốc luôn. Dạ. Cây này thì mới xuống lá cho nên lá non nó ra vậy đó nghe cô chú. Dạ. Bông nó ra. Cây này thừng lâu rồi, chiếc sống là bao chiếc sống cho mấy anh em. Rồi. Chuyển tới đâu cũng được hết. Dạ rồi, tiếp tục dạ. Luôn anh ơi. Bạn tiếp tục là cây mỹ hồng anh. Tiếp tục kế bên đây là cây mỹ hồng nghe dạ. Cô chú. Cây mỹ hồng này xây được. Rồi, cây mỹ hồng. Mỹ hồng một cốt lên 3 thân dạ, rất là đẹp luôn cô chú. Một cốt lên 3 thân. Cây đẹp. Đó, một cốt. Rồi, rồi được anh ơi. Cây cũng già lắm, già cũng già, già cây. Nó chia xương cành rất là dễ thương luôn, rất là thoáng. Cái bệ này là 32 dạ, cũ này 32 nè. Rồi em đo cái eo ở đây cái. Eo đây 25. 25, dạ, dạ rồi. Để rồi đo thằng đại diện. 16 hoành. Dạ rồi. Thằng này 16, thằng này 16, thằng này tầm có 13. Rồi.
16, 16, 13 yeah. Một cốt ba thân quá đẹp, mỹ hồng. Đây. Cái tàn nó tròn vo nha cô chú. Đây. Chiều cao 1m8. Cao 1m8. Tá ngang 1m7. Trời rồi, ngang 1m7. Rồi, cây này giá luôn anh ơi. Cây này 11 triệu anh, bao ship toàn quốc. 11 triệu. Dạ. Ship toàn quốc luôn. Anh quay quay nhẹ qua đây giùm em cái nữa được không? Dạ anh. Ok, okay. Không được rồi. Ok. Dứt không cho. Đó. Cho có thấy cái bệ này ha. Cái mặt heo nhỏ đó không? Mà kéo rất là mạnh. Trời, a thân rất là đẹp. Giá là 11 triệu anh hả? Dạ 11 triệu, bao ship toàn quốc. Rồi số điện thoại con có để trên màn hình nha cô chú, mình giao lưu mình gọi cho anh thưởng giúp con. Rồi tiếp theo luôn anh ơi. Tiếp theo là cây hồng phấn lá chung anh. Hồng phấn lá chung. Rồi, dạ, cây này quay được. Những cây sau này là những cây hàng khủng nha cô chú. Đó, hồng phấn lá chung. Hồng phấn lá chung mà cỡ này thì cũng lâu năm lắm anh à. Dạ. Cây này đế quá đẹp. Mấy chục năm cô chú. Đây. Củ đế hết hồng luôn anh ha. Củ đế nè, giống như đế mài vậy cô chú ơi. Rất là khủng luôn. Rồi, đổi giúp em luôn nè. Cái này hết dây, không có dây, không có gì nữa cho nghe cô chú. Xương cứng ngắc luôn. Cốt chữ 25 hoành anh. Rồi, anh để thước đó giùm em. Rồi, vị trí này là 25 hoành. 25 hoành, để em đo bể đế. Là không có đo cũ á. Đây. 150, tổng hoành bể đế nó 150 anh. Rồi, tổng hoành. Cây này cũng cốt lên 3 thân để em đo cái thân đại diện đó. Thân lớn của nó 18. Dạ rồi, 18. Dạ. Củ này nữa, tròn vo đâm này ha. Cái củ này là không có đo. Không có đo. Không có đo được. Chiều cao 2m anh. Chiều cao 2m. Mỹ hồng lá chung, ổ lộn hồng phấn lá chung nha cô chú. Tá ngang 1m6. Rồi. Cao 2m, tá ngang 1m6. Rất là to luôn cô chú ơi, cái củ đó. Đây. Mấy hàng này là ảnh sưu tầm không cô chú ơi. Hàng lựa. Dạ. Rồi giá luôn anh thưởng ơi. Dạ cái này cũng 12 triệu anh, bao ship toàn quốc. 12 triệu. Dạ, ship toàn quốc luôn. Dạ dạ dạ. Rất là đặc biệt cô chú, khó mà kiếm mấy cây này lắm, bể đế nè. Cũng khiếp. Cộng đế to to không anh ha. Cộng đế. Dạ rồi, tiếp theo luôn anh ơi. Mã số số 4. Dạ mã số 4, cây này cây độc lạ nè. Rồi, một cây Mỹ đỏ hoàng kim. Ảnh muốn giới thiệu luôn. Dạ. Bông nó độc lạ. Cái để cho quay cái bông cho mấy em xem. Cái gì đỏ hoàng kim anh? Mỹ đỏ hoàng kim. Mỹ đỏ hoàng kim ha. Dạ. Cái ba cái lá Mỹ mà cái bông nhỏ rất là đẹp. Bông nó nhuyễn nhỏ vậy dạ, ha. Nhuyễn nhỏ. Mỹ đỏ hoàng kim. Rồi, kêu bằng Mỹ đỏ hoàng kim. Dạ. Mà cái chân nó dài anh ha, cái chân dạ, nó dài. Dài đỏ đẹp. Rồi, cây này quá rất là quái nha, đế quái. Đế quái. Dạ. Bông tre nó rất là nhiều bông, rất là nhiều màu dạ. Anh ha, rất là nhiều dòng ha. Hầu hết là mình chơi những cái dòng mà đẹp không anh ha. Anh dạ dạ, nói chung mấy hàng này em sưu tầm dữ lắm. Hàng sưu tầm. Hàng sưu tầm bắt về cô chú ơi. Cây ảnh cây lựa không? Rồi, Mỹ đỏ hoàng kim. Dạ. Một cốt 33 hoành nè, một cốt chuẩn luôn. Rồi, rất là cây này cũng rồi. Một cốt lên ba thân nha, để em đo cái thân đại diện. Cốt ba thân. Cốt lên cũng khá xa mới dạ. Chia thân. Đo lúc trên này thì tại đóng cái thân đại diện nó 15 nè. Rồi thân 15. Đế quá đẹp cây này. Mét tư đi anh. Rồi. Tổng hoành bề đế mét tư. Tổng hoành bề đế là 1m4. Dạ. Mỹ đỏ hoàng kim nghe cô chú. Dạ, Mỹ đỏ hoàng kim. Trên đây nó có cái lỗ đây mà em đang cho cái bo này cho nó liền, nó đang kéo rất là mạnh nè. Rồi. Nó quay cho anh em xem kỹ. Nó đang kéo rất mạnh. Rồi. Mình có chiều cao gì chưa? Chiều cao tán ngang đi. Đây. À, cái dòng cũng khác lạ nha cô chú. Dạ. Cái dòng này ít thấy anh ha. Ít thấy. Mỹ đỏ hoàng kim. Chiều cao 1m5 anh. Hàng độc đáo luôn á. Dạ. Tán ngang 1m3. Rồi. Cô chú mà yêu thích mấy cái này thì yêu thích mẫu đơn thì không thể bỏ qua mấy cái cây dạng mà hiếm có vậy. Dạ. Rồi giá cây này luôn dạ, anh. Dạ cây này 16 triệu em bao ship toàn quốc. 16 triệu anh này, hả? Mã số 5 không? Mã số 5. 16 triệu bao ship toàn quốc.
Mỹ đỏ hoàng kim. Mỹ đỏ hoàng kim nha. Cái lá này lá Mỹ mà cái bông rất là đẹp, bông hoàng kim rất đẹp. 16 triệu. 16 triệu. Bể đế là đầy đủ hết trơn anh ha. Dạ. Rồi, tiếp theo luôn anh ơi. Tiếp theo là một cây đơn đỏ Dubai, cái tàn quá quýt. Đỏ Dubai. Dạ, để em quay sơ chứ cây này quay vòng không được. Để em quay gửi quay mình. Nửa vòng được anh. Dạ dạ. Tàn nói chung là rất đẹp, rất đỉnh. Tàn rất là mịn luôn à. Dạ. Cây này nói chung mấy em cứ về chơi thôi chứ không có làm gì nữa. Cái tàn lệch rất là đẹp anh ha. Cái dạ, tàn dạ. Hai bên nó chia ra nè cô chú. Dạ. Cái chiều ngang nó khủng lắm cô chú à. Mình tại vì dướng à. Dướng quay em để quay hết không vòng được. Để chút xíu đi vòng cho mình xem. Nói chung là hai bên đều đặt hết trơn luôn. Dạ. Cây mã số 6. Nó dán song thân nữa rất dạ. là đẹp luôn. Song thân. Cái này một cũng một cốt lên hai thân. Rồi. Cây này đế như đế mà vàng, đế đỏ Dubai nghe cô chú. Đỏ Dubai. Những cây hàng khủng đáng sưu tầm luôn. Đế này đúng đế bonsai luôn. Rồi. Đây. Rất là mịn luôn cô chú ơi. Đây. Rồi vô bể đế luôn. Quá đế quá đẹp. Đế nó sắp đều cho anh ha. Để em đo ăn cốt này. Cây này một cốt lên hai thân nha. 29 anh. Đó, 29 để em đo thân lớn. Thân lớn 20. Rồi, thân lớn 20. Thân nhỏ 17. Cây này cái đế nó chung quá đẹp. Đế chuẩn đế bonsai luôn. Nó cắm xuống không? Tổng hoành bể đế 50. Rồi, cắm đều hết trơn ha. Phía dưới này của chú có tàn đặc vật luôn. Chiều cao của nó là 1.5 anh. Rồi cao 1.5. À. Cái cần bay của nó nè. Cần bay 2.1m. Rồi bay 2.1m. Dạ. Dán song thân nha cô chú. Dạ. Nó lên dán song thân. Cái tàn thì rất là đẹp luôn. Để em đi qua bên đây cho cô chú xem cái bể đế bên này. Cái đế là bao đẹp. Đế là nó đều hết trơn luôn ha. Cắm đều, bỏ đều hết trơn. Rồi cây này giá làm sao anh ơi? Cây này là 17 triệu anh, em bao ship toàn quốc. 17 hả? 17 triệu em bao ship toàn quốc. Dạ rồi. 17 triệu hả cô chú? Dạ dạ. Tàn rất là đẹp luôn. Cây mã số 6. Đỏ Dubai cô chú. Mấy cây này là hàng già, hàng khủng không cô chú? Đang lên nụ dữ trời, cây này mà ra bông một cái là thứ gì chịu nổi. Đó. Hai mặt là như nhau luôn anh ha. Dạ. Bao nó đẹp lắm cây này, tại thợ vô dây ta chỉnh tròn hết trơn. Rồi, giá là 17 triệu. Dạ 17 triệu bao ship toàn quốc luôn. Dạ. Là không chậu nghe, toàn bộ bên em là không chậu nha. Không chậu nghe cô chú, đi toàn quốc mà có chậu nữa thôi. Rồi không không được à. Với chậu khi gửi nó cũng bể anh. Rồi. Dạ. Nặng lắm cô chú ơi, cái này phải đóng cái khung anh ha, nếu mà đi toàn quốc á. Đóng khung đóng kiện. Dạ. Đây. Cái tàn đỏ lắm. Nó đang ôm nụ rất là nhiều cô chú, cái này mà bung mà rộ một cái thôi khủng khiếp luôn. Đây ôm nụ dài dài lên rất là nhiều cô chú, nụ rất là khỏe. Nếu bạn quay mình còn không kia, Tâm đem vàng pháp vô nhánh giữa này cho anh đây. Rồi. Cái vàng pháp vô đó đó. À, giá là 17 triệu. Dạ. Ship toàn quốc luôn. Dạ rồi tiếp theo luôn anh ơi. Rồi cây mã số 7 làm cây đơn Mỹ Cam anh. Cây này VIP nha, hàng VIP cái tàn. Cây Mỹ Cam VIP hàng khủng nữa. Đó, quay cái tàn một vòng cho mấy anh em cái. Rất là mịn, rất là đẹp. Tàn này khỏi chê anh ha. Dạ. Rồi. Tàn quá đẹp luôn cô chú. Nó không thiếu chỗ nào hết trơn. Đều hết trơn luôn cô chú ơi. Đó. Cô chú mà yêu thích mà mẫu đơn vô vườn của anh Thưởng là không muốn đi về luôn. Dạ. Rất là nhiều cây đẹp để cho mình ngắm. Cây VIP không cô chú. Rồi quá đẹp anh ơi. À, nó tròn hết trơn luôn. Mỹ Cam cô chú. Đây bể đế. Đế nói chung VIP là ta chưa có khai thác mấy. Rồi, cũng tròn ở trên ha. Dạ. Bắt đầu nở nở ra ha. Dạ, nó nở chảy ra. Nó chảy ra nó còn bự nữa. 37 hoành anh. Rồi, một cốt chuẩn 37 hoành. Chính là 37 hoành. Cái này là một cốt hẳn hoi nha. Một cốt anh ha. Dạ. Chiều cao 1.4, coi bển giùm anh nha. Cao 1.4. Rồi. Đây. Tán ngang nó 2.2. 2.2. Chiều cao 1.4, tán ngang 2.2. 2.2 là tròn tàn luôn đó nghe cô chú. Tròn đẹp luôn á. Rồi cây này nếu mà giao lưu giá nhiêu đây anh? Dạ cây này 55 triệu anh. Bao ship toàn quốc. 55 triệu.
một vòng nữa luôn giúp dạ, em dạ. Thử à. Đó. Rất là đẹp của chú à. Đặt vô những cái biệt thự rồi ha, những cái nó chỗ một cái rực rỡ hết trơn luôn cô chú. Mấy cái này hàng già cổ, hàng sưu tầm. Rồi giá là 55 triệu ha cô chú, ship toàn quốc cho mình luôn. Cứ gọi trực tiếp số anh Thưởng giúp con ha, trên màn hình. Rồi, tiếp theo luôn anh ơi. Tiếp theo là cây đơn vàng Pháp anh. Cây này có giọng cây rất là đẹp. Cây đơn vàng Pháp, bộ cây cây lớn này mình có giao lô không anh? Dạ có để cái cây này nó chặt quá em thấy. Rồi, cây đơn vàng Pháp. Cây này múa mai lắc lượng ha. Dạ cây này quá đẹp. Lắc lượng rất là mềm mại luôn cô chú. Mình xả hết dây luôn anh hả? Dạ mới xả dây. Vàng Pháp nha cô chú, cái bông. Đặc biệt là cây em thừng hết trơn nha, vàng Pháp thừng rất là khó. Bông rất đẹp luôn ha. Bông vàng to. Đó. Ảnh xả dây luôn rồi cô chú ơi. Giờ nó lắc lượn mềm mại đẹp lắm. Đó, cây đây. Rồi, đó giúp em luôn nè. Cái thân nó co lắc rất là đẹp ha. 24 vành anh. Rồi, 24 vành. Thót là 50. Dạ, thót 50. Chiều cao 1m4. Cao 1m4. 8.000m6. Dạ rồi. Rồi cái này giá sao đây anh ơi? Dạ cái này 9 triệu bao ship toàn quốc luôn anh. 9 triệu. Dạ. Cây lắc lượng rất là đẹp, vàng Pháp mà kiếm lắc chỗ này khó lắm. Giống như mấy cây mai giáng long nha anh ha. Dạ. Đó, lắc lượng rất là đẹp của chú. Đây. Đặc biệt là vàng Pháp nữa. Đây. Vàng Pháp nó nở ra cái nụ búp búp mà nó còn vừa nở vừa ấy nè, rất là đẹp luôn nè cô chú. Rồi, tiếp theo luôn anh ơi. Dạ tiếp theo là cây đỏ chín. Dubai anh. Một cây đỏ Dubai khủng. Dạ. Cây này em bao cho anh em là từ Bắc vô Nam không đụng hàng. Là không có cây thứ hai luôn anh. Dạ không có cây thứ hai cỡ này đâu. Rồi, một cây đỏ Dubai. Đây nè cô chú. Để lại đi. Mang hồ quay mấy cây kia. Cái tàn thì khỏi nói rồi, nó tròn vo ở trên một cục vậy đó cô chú. Nhưng mà đặc biệt là cái thân á anh ha. Dạ. Cái này mà kiếm được cái thân như vậy thì không có luôn ha. Không có cây thứ hai luôn. Rồi, ảnh bao là không có cây thứ hai luôn nha cô chú. Đây. Ở trên này đặc biệt nó có một cái gì nữa vậy anh? Một cái này cái nhánh là, gì à, mà nó dạng như rễ nó đóng lại anh, rất là đẹp. Cái rễ của nó dạ. Anh ha. Mấy rễ cám nó đóng thành gì. Đầy đủ hết trơn ha. Cổ quái hết trơn anh ha. Đây, những cái rễ của nó cô chú lâu năm cái nó thành một cục vậy đó anh ha. Dạ. Đây cái thân khủng khiếp của chú khủng khiếp lắm anh. Đặc biệt là cái thoát thân anh ha. Dạ. Để thoát thân được bao nhiêu đây là lâu lắm, mười mấy 20 năm, vài chục năm. Một cốt 26 hoành. 26 hoành này phải đo lên trên mới đo được. Cái này thì ảnh lắp nhiều cô chú. Dạ cho nó khỏe. Dạ. Đây anh đứng ảnh ngồi lên luôn. Nó thốt 1m đúng luôn được. Thốt 1m. 1m lơ hốt bên 1m nó còn 24 hoành á, nó rất. Rồi. Là nâng nè, để cái tay là 24 hoành anh. Dạ. Đây. Còn mấy cái cục rễ của nó này cô chú. Rất là đặc biệt anh ha. Dạ. Đó, cái thân thì nó lắc lượng. Từ phía xa luôn này cho cô chú xem ha. Cây đẳng cấp luôn cô chú ơi, không có cây thứ hai. Theo như là anh Thưởng bao là không có cây thứ hai luôn. Chiều cao 2m2. Rồi cao 2m2. Giống như cây mai vậy. Đúng mấy chưa? Tán ngang 2m. Rồi chiều cao 2m. Cao 2m2, tán ngang 2m anh ha. Dạ. Đó. Rất là đặc biệt luôn cô chú. Rồi cây này giá sao đây anh Thưởng ơi? Dạ cây này 90 triệu anh. 90 triệu. Dạ. Cũng bao ship toàn quốc luôn hả? Dạ dạ. Rồi để, anh để đó cái em đi vòng lại nữa cho cô chú xem ha. Cây này khủng luôn cô chú. Đặc biệt là nó thoát thân tới 1m là 1m mà nó còn 24 vành. Trên này nè nó đóng những cái rễ của nó, rễ cao. Dạ số đo em bao cho mấy anh em hết. Cứ yên tâm mà chơi.
rất là già cổ, rất là kỳ quái. Nói chung hàng khủng. Dubai anh hả? Dạ, đỏ Dubai. Đỏ Dubai. Đỏ Dubai. Dạ. Không có cây thứ hai anh thử dạ. Ha. Bao anh em không đụng hàng đâu cây này. Bao không đụng hàng luôn. Cây này thoát lên 1 mét mà còn 24 hoành như thế này. Rồi. Giá là 90 triệu. Dạ 90 triệu. Ship toàn quốc luôn nghe cô chú. Dạ, bao ship toàn quốc. Rồi tiếp theo luôn anh thử coi. Tiếp theo là cái đơn đỏ lá chung anh. Mấy cây khủng khủng này mình nhìn ở ngoài mới phê cô chú. Dạ đúng rồi, cây này quay được đem mình mà quay cho anh một vòng. Yêu thích đó, ở gần mình tới vườn. Mình muốn có nhu cầu thì mình tới vườn luôn. Mình lựa chọn ảnh còn rất là nhiều cây để cho mình chọn nghe cô chú, chứ không phải là ảnh còn 2-3 vườn khác nữa. Đó. Một cây đỏ lá chung khủng luôn anh ha. Dạ đỏ lá chung. Đó. Lâu quá không quay. Mấy cây này là chậu 1 mét không? Dạ 1 mét. Chậu đường kính 1 mét. Rồi một cây đỏ lá chung khủng. Dạ. Hết dây gì luôn rồi, cây thành phẩm 100% luôn anh ha. Dạ, không vô một con dây nữa chứ anh. Không vô. Cái nói chung là tàn tự nhiên hồi nhỏ lớn luôn. Thoát thân này độc đáo là ở đó. Cỡ mét hơn nữa cô chú ơi. Dạ. Rất là khủng luôn. Cây này cũng bao không đụng hàng luôn. Dạ, cây này nói chung whip. Quá đẹp. Cây này này cô chú. Đây, xù nó bể thân nè. Cái da nó củ nở 42 nè. Rồi, củ là đông đặc luôn nha, 42. Đặc luôn anh ha. Dạ. Củ đặc. Một cúc chữ 27. 27 quá. Dạ. Dạ rồi. Nó thoát 1 mét. Thoát 1 mét luôn cô chú ơi. Mét là còn 16 anh, thoát 1 mét rồi, còn 16. Thoát 1 mét còn 16. Cái bể đế này vô đây rồi. 140 anh, tổng quanh bể đế 140. 140 ha. Dạ. Đế quá đẹp. Cái này nó xù nó bốc tới ghi ra hết mấy cái dạ. Này luôn cô chú. Nó bể bể. Cây nói chung này. Là nó già cái này mà không có thèo dít vậy chứ, nói chung hàng cũng whip. Tròn do cô chú, no tròn do. Cây này. Rồi. Chiều cao 2m3. Cao 2m3. Tán ngang 2m1. Tán ngang 2m1. Đỏ lá chung nha cô chú. Dạ đỏ lá dòng chung. Dòng trang xưa mình đó cô chú. Đỏ lá chung xưa. Đó. Cây rất là to cô chú ơi. Cây này nhìn ngoài khủng khiếp lắm. Dạ. Mình trực tiếp mà yêu thích tới vườn mấy cây này cây giá trị cao cô chú. Dạ. Tới vườn mình xem. Ưu tiên cho mấy anh em là tới vườn. Tận mắt ha, lựa chọn. Còn nhiều cây khác đẹp hơn nữa cô chú. Dạ. Rồi giá luôn anh thử. Dạ cây này 50 triệu anh, em bao ship toàn quốc không chậu nha. 50 triệu. Dạ. Ship toàn quốc luôn nha cô chú. Không chậu ha. Thí dụ gần gần đâu miền Tây rồi nó thì cây bd quay cho chú. Luôn. Rồi tiếp theo luôn anh ơi. Rồi tiếp theo là cũng cây đơn đỏ lá chung luôn anh. Đó cây này luôn. Nó chung còn khủng hơn cây đó nữa nè anh. Đây, đó mấy cây nó chung quay được hết. Còn nó quay đẹp hơn cây kia nữa. Đó, nói chung là nó hay nữa. Cái là tàn thiên nhiên nhỏ lớn không vô một cọng dây nữa cho anh. Rồi. Đó. Không qua dây gì cho anh ha. Dạ. Cái này mình chơi một cặp nè cô chú. Một dạ. Cặp là hợp lý luôn nè. Vậy mình đặt trước nhà. Là đỏ gực quanh năm luôn. Đỏ may mắn quanh năm luôn. Và đặc biệt cho những cô chú nào yêu thích cái dòng một cốt luôn anh ha. Dạ. Một cốt thốt thân hàng VIP, nói chung hàng VIP anh ơi. Rất là độc đáo. Dạ. Đây. Nguyên cái bộ xương cành. Thiên nhiên không vô một cọng dây nữa. Đó. Rất là đẹp cô chú ơi. Mấy cây này là mấy chục năm tuổi không? Dạ. Mới ra được. Nó già cái này mà không có mặt thẹo nữa. Không thẹo dít, không dạ. Bị bất cứ một cái gì. Dạ, không thẹo dít, không một lúa. Không một lúa. Để em đo cái củ này này, củ này nó cái này kêu củ cũng được, kêu cốt cũng được, nhưng mà để mình nói nha nè, 39 số đẹp luôn. Rồi 39 hoành. Dạ em đo ra đây 5 phân nha, 5 phân đi, còn 30, 29 đi cho nó đẹp. 29. Dạ. Rồi 29. 5 phân còn 29. Thấp như đây này. Nó có bên đây, đo kỹ kỹ cái. 80 đi. Thấp 80. Đó. Rồi, tới cái thoát đó là nó còn 80 còn 22 anh. 22 ha. Dạ. Nó xù xì tới đây luôn nè cô chú ơi. Dạ vậy đó. 80 còn 22. Là số đo là em bao cho mấy em á, cứ yên tâm mà chơi. Đây, xương cành này cô chú tàn tự nhiên hết nè, không vô. Chiều cao 1m9. Đặt nghẹt hết. Cao 1m9 anh ha.
tán ngang 2 mét. Rồi, tán ngang 2 mét. Dạ. Mấy cái đây, có đế luôn nha cô chú, dạ. Đế nó đế. Bỏ điệu trên này. Điều hết lắp. Để hạ cái dòng bể đế cho mấy anh em biết. Rồi 130. Rồi, vị trí đế là 130 ha. Dạ. Rồi, giá luôn anh. Dạ, cây này 55 triệu anh, bao ship toàn quốc. Rồi, cây này 55 anh ha. Dạ, để quay cho anh xem dòng. Rồi, bao mấy anh em mà đều bốn mặt. Tròn đều hết trơn nha cô chú. Dạ. Cây hoàn chỉnh 100% luôn cô chú, không dây không gì nó hết. Không mặt cắt, không mục bọng lửa gì hết nha cô chú. Về là chỉ cần đặt trước sân và tìm cái chậu cho thiệt đẹp mình vô mình chơi thôi. Cái này mình có thể chơi cặp nha cô chú. Đây là cặp. Rất là xứng luôn. Giá là 55 anh ha. Dạ 55 triệu bao ship toàn quốc. Bao ship, mã số mấy anh ơi? Này mã số mấy gì? Số 11. Dạ mã số 11. Rồi, tiếp theo giúp em luôn. Dạ tiếp theo là cây cuối clip là cây này BD anh, vàng lá chung với Mỹ cam là sống chung một nhà. Ồ còn cây nữa hả? Còn cây, cây chưa cuối. Cái này là cây tiếp theo là cây số 12 ha. Dạ 12. Là vàng lá chung với Mỹ cam sống chung một nhà luôn. Chung một nhà. Dạ. Chung một bể luôn. Dạ chung một bể. Là từ xưa tới giờ luôn anh. Dạ mình từ xưa tới giờ luôn. Không có ghép. Ở phía trong này là màu vàng nè. Dạ cô chú. Phía trong nó màu vàng. Đây cô chú thấy phía xa đó là màu vàng. Phía trước này là Mỹ cam mà. Đó thì nó lẫn lộn vô kiểu như người ta trồng. Như hồi trồng hồi nhỏ. Hồi nhỏ rồi bắt đầu nó dạ. Ăn tràn với nhau anh ha. Tràn dính tới giờ. Quá trời cái bệ này rất là khủng nha cô chú. Bệ này to lắm nha. Thân to to không nha. Thân to bệ to luôn. Dạ. Tại có dây nói chung đo không chính xác như thân lớn là cũng còn tầm 17 18 á. Rồi. Chung như một bệ. Đó, có thân bên đây bự lắm nè, thân này hai mấy luôn nè. Phía bên kia là màu vàng, đây là nửa vàng, màu nửa vàng. Cam nha cô chú. Cái bắp vàng ở đây giữ trời lắm. Có vàng có cam, đây để em mà cho cô chú thấy ha. Đây cái thân này rất là to nha cô chú. Bao anh em là 20 mấy, tầm 22 hoành. Đây cái thân này rất là to, cái bệ bên này mình nhìn cũng khủng khiếp luôn cô chú. Dạ. Nhìn rất là khủng luôn. Thì cái này phía trong này thì dướng chậu. Thì cô chú không rõ thì mình kết bạn Zalo đi rồi ảnh cung cấp thêm nha. Đó. Đây. Vàng với cam, tổng bệ là nhiêu vậy anh? 130. Rồi, tổng bệ là 1m3 ha cô chú. Dạ. Đó. Tổng bệ là 1m3. Đúng rồi, 1m3. 1m3. Đây là gì? Rồi nó già lắm, già của chú kiếm dùng con thứ nào cũng lực âm cứ anh cứ đứt làm hai luôn đưa lên này 1m3 cả khoảng 2m3 anh ha. Dạ tầm 2m2 đi. Ờ 2m2 chiều cao là 2m2 của chú, nó tán ngang khoảng cỡ 2m rưỡi á. Tán ngang 2m rưỡi, nó tròn to lắm của chú anh, tròn đều hết trơn. Cây này khủng lắm. Rồi ngoài nhìn rất là lớn. Dạ đây anh đứng rồi cô chú thấy với cái cây nhỏ xíu, người ta nhỏ xíu rồi biết nó khủng cỡ nào. Rồi giá cây này luôn anh ơi. Dạ cây này 85 triệu anh, em bao ship toàn quốc nha. Cây này ship nói chung nặng tiền lắm. 85 triệu. Dạ. Ship toàn quốc hai màu nha cô chú, cam với vàng anh ha. Dạ, Mỹ cam với vàng lá chung. Mỹ cam với vàng lá chung. Dạ. Đó. Đây cái nó có 20 mấy hoành, 10 mấy cũng có anh ha. Đó. cái thân mà này cam thì mình nhìn dễ biết lắm ha, còn thân vàng thì nó cái da nó như da me da cá sấu vậy. Giá là 85 triệu anh ha. 85 triệu. Mã số 12 đây, rất là khủng nha cô chú, rất là to luôn, nhìn ở ngoài 2m rưỡi tàn ngang mà có hai màu luôn. Rồi đổi tiếp em luôn anh ơi. Tiếp theo là cây Mỹ cam một cốt, cây này cái bể đế khủng khiếp lắm anh. Rồi cây khủng tiếp theo ha cô chú ha. Đây một cốt bể đế khủng, đế này giống như mấy cây khế vậy anh hả? Dạ. To dữ lắm cô chú. Đơn mà đóng vô cái đế này nó đây cô chú con đứng quay xa xa nè mà cô chú vẫn nhìn thấy cái bộ đế ha. Đây. Khủng khiếp luôn. Rất là to anh ha. To xù. Rồi được rồi anh Hướng ơi. Cái này để em đi vòng vòng được tại cái này trống nè.
Đây, bờ đế nó chạy từ bên đây qua bên đây luôn nha cô chú. Rất là già cổ kỳ quái luôn. Kiếm mấy cái này là không có. Trang đó cô chú ơi. Cái trang mà đúng cái đấy cũng kiếp này. Rồi đo giúp em luôn đi anh ơi. Rất là đặc biệt cô chú. Cổ đế 130. Rồi, cái bàn đế bằng 130 anh ha. Giống như mấy cái mai nè. Hết hồn luôn cô chú. Một cúc chữ 22 hoành. Một cúc chữ là 22 hoành. Một cúc 22 hoành đây nè. Rồi. Quá thứ cái cây này, bíp hàng whip. Dạ. Đây. Bệ này nó cũng nở ra nè. Chữ lắm. 2m đi, chiều cao 2m. Rồi, chiều cao 2m. Tán ngang 2m2. Rồi, tán ngang 2m2. Đây hai cô chú ha. Đi một vòng lại nữa cho mình xem. Quá cái chung của bộ đế này, mấy này kiếm không ra đâu. Dù mấy cam cốt 22 hoành kiếm có nhưng đóng vô bệ đế này nó cực kỳ vip. Rồi. Bên đây mới ghê nữa cô chú. Mặt bên đây nè. Cái cổng đế to to nó cắm đế xuống kìa nè. Đế bành bành không? Đây, phía xa cái tàn nó vậy nè cô chú. Tàn thì cũng tròn đều cho anh ha. Tròn đều hết. Dán siêu siêu. Lắc nhẹ. Rồi cây này giá sao luôn anh? Cây này 55 triệu anh, em bao ship toàn quốc. 55 triệu anh ha. Những cây hàng khủng, hàng tỷ không nghe cô chú? Dạ. Hàng tỷ lựa siêu tầm về chơi. Rồi, cũng là cây cuối hả anh hả? Cuối cùng của clip hôm nay. Rồi. Vườn thì cũng còn nhiều cây đẹp lắm nha cô chú. Rất mong cô chú theo dõi và ủng hộ cho anh Thượng. Rồi, con cũng kết thúc ở đây ha. Rồi mình chào luôn anh Thượng ha. Dạ, xin chào tất cả mấy anh em yêu thích qua mẫu đơn nha. Dạ. Rồi. Hẹn gặp lại những clip sau mấy anh ha. Rồi. Kết thúc ở đây luôn cô chú ơi. Nhớ đăng ký kênh để mình tiếp tục theo dõi những cái vườn cây rất là đẹp luôn.